Mà ví dụ như lúc trước bác lớn tuổi như thế mà ngủ đêm có lúc trước khi chườm gan đêm có dậy không? Có, đêm đi tiểu nhiều. Đêm đi tiểu nhiều. À. Bây giờ đi tiểu thế nó cũng thanh thoát hơn. Thì tôi cũng bị u sơ tiền liệt tuyến. À. Thế thì tôi nghe thấy Hải Châu nói nếu u sơ tiền liệt tuyến thì coi như chườm luôn cả lắm cho u sơ tiền liệt tuyến. Thì tôi cũng thực hiện, thế thì thấy bây giờ đi tiểu thì nó thanh thoát hơn. Khi trước thì coi như đi tiểu nó rắc, có khi nó lại nóng cái đường nước tiểu của mình, đường tiết niệu của mình. Thế nhưng bây giờ cái đường tiết niệu của mình nó đi tiểu, tất nhiên là nó chưa được thanh thoát lắm, nhưng mà nó không có cái tức với giàn giác ở cái chỗ đường tiết niệu. Mà trường được mấy hôm? Thì từ hôm vào đi học lớp cơ bản hôm nay là 10 hôm. Ngay từ hôm đầu tôi mua tôi về trường luôn. Mà cái tiền liệt tuyến trường được mấy hôm rồi? 10 hôm luôn. À, à không, được rồi. Mới được có 2 hôm chứ. 7, 8 hôm. Thầy mới nói cách đây 2, 3 hôm. Không, tôi có hỏi thầy. À. Thầy trước. À, từ hôm thứ 3 tuần trước. Trường được 8 hôm rồi. 6, 7 hôm rồi. 6-7 hôm mà tiền liệt tuyến đã giảm phù nề là ngon lành rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy chỉ biết là cái đường tiết niệu bây giờ mình đi tiểu nó có thanh thoát hơn một chút. Và sáng ngủ dậy bây giờ cái giấc ngủ thì sáng ngủ dậy thấy sao đó? Sáng ngủ dậy thì thấy nó mọi khi dậy thì thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ dậy thì nó dễ hơn. Dạy. Thấy nó như bình thường cái thời kỳ còn thanh niên. À, lấy không lại cảm giác như xưa. Gần như thanh niên. À, tức là bây giờ mình có cảm giác cơ thể mình nó xuân hóa đúng không? Vâng. Nó trẻ tất hóa. Tất cả các cái nốt này coi như là trước mà em xỉ là xỉ bây giờ trắng qua hết rồi, không còn thế nào. Mà cái đấy là ở lớp ai? Cái này là nhanh nhất. À, cái lớp căn bản ai cũng thấy. Vâng. Lúc mà học á là bơm máu là bác bị lần sần. Bơm máu là mọi người giờ coi như đây nó mất hết không còn đây nó còn nốt nốt tí như dương thôi. Cái này cứ trường thời gian nữa là hết luôn. Nhanh lắm, trường có mấy hôm. Nhưng mà nó thấy được lớp người ta gọi là bị gì thì đôi môi. Phải không? Vâng. Đôi môi á, là đôi môi nó đi hả? Nó bay chết nó như thế này thay đổi là đôi nhà đó. Nhưng mà trước nó đen xì ra xì cơ. Bây giờ nó nhợt ra rồi, nhưng mà cánh tay này thì bên này thì hết sạch trơn. Trước trường là bao lâu mà nó? Trường mới 3-4 hôm nó thấy. 3-4 hôm nó hết đôi môi bên này rồi. Hay, nhanh, quá em, nhanh. Em thấy nó cũng hiệu quả về da, em cũng thấy hiệu quả nha. Tại vì da em á là tuyến da nhờn. Thì ví dụ như là lúc trước mà em ngủ sáng dậy là em thấy mồ hôi nhờn nó ra cũng nhiều, nhưng mà bây giờ là thấy nó bớt nhờn ra, thấy nó về da em thấy cũng hiệu quả. Nó cải thiện luôn cái tuyến nhờn ở dưới da đúng không? Tuyến bã đấy, tuyến bã thì đúng là tuyến bã, tức là nó đào thải đi được mà đúng không? Giảm được rất nhiều người gai, nhiều người báo là giảm được cái nhờn da đó. Là cái việc mà tắm nóng lạnh á em thấy nó cũng hiệu quả nha. Lúc trước là em tắm nóng thì em kết thúc bằng nóng thôi. Xong rồi bây giờ là em kết thúc bằng lạnh. Thì em thấy là cái da mình nó săn chắc, nó bóng bẩy. Thấy cái trường gan là nói chung là cải thiện. Nhiều như là những cái chỗ gì mà nó bị tắc đó, thì mình thông thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà một cái cơ thể khỏe mạnh thì cái việc trường gan thông là nó cải thiện sức khỏe nhiều lắm. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858
800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 083-218-6688 hoặc 0983-581-652.